mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quả báo ung thư do nạo phá thai ở Hà Nội và khuôn mặt người trong tinh hoàn. Theo thống kê của các tổ chức y tế Hoa Kỳ, nạo phá thai không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người nữ mà còn có thể gây vô sinh cùng một số bệnh hiểm nghèo khác, trong đó có bệnh ung thư. Hiện nay, thế giới vẫn còn đang tranh cãi và chưa có kết luận cuối cùng về việc nạo phá thai có thể dẫn đến ung thư hay không. Tuy nhiên ở Việt Nam có một câu chuyện như sau. Tại Hà Nội, có một câu lạc bộ khí công mà ở đó thường tổ chức hướng dẫn mọi người tập luyện để nâng cao sức khỏe và tự chữa bệnh cho mình. Rất nhiều người bệnh từ khắp nơi tham gia tập luyện. Những bệnh đau nhức cảm cúm thông thường cũng có. Những người mắc chứng nan y như tiểu đường, ung thư cũng không ít. Trong đó có một bệnh nhân ung thư gan mà mọi người trong câu lạc bộ đều nhớ rõ. Cô là một dược sĩ trong quân đội. Cô vốn đang khỏe mạnh bình thường, một hôm bỗng cảm thấy như có ai đó, một luồng gió, nhảy vào trong người mình, sức khỏe từ đó giảm sút. Cô đi siêu âm thì phát hiện một khối u trong gan. Sau đó một lần nữa, cô lại cảm thấy như có ai đó nhảy vào người. Tuy nhiên lần này cô biết đó là ai. Cô quả quyết chính là đứa bé mà cô đã bỏ cách đây hơn 20 năm, bởi khi đó cô đã có hai con mà kinh tế cũng rất khó khăn. Thế là khi siêu âm cô lại phát hiện thêm một khối u nữa ở gan. Từ đó cô rất chăm chỉ tụng kinh niệm Phật sám hối nhưng đáng tiếc cô vẫn không qua khỏi vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 âm lịch. Câu chuyện của cô thường được câu lạc bộ xem là ví dụ điển hình được gọi là nghiệp bệnh. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một trường hợp và mọi người có quyền hồ nghi về điều này. Nhưng câu chuyện tiếp theo đây có thể sẽ gợi mở ít nhiều cho những ai còn đang phân vân. Mới đây, giáo sư Gregory Roberts và Nalili Tuma từ Đại học Queen Bang Ontario, Canada đã thực hiện loạt siêu âm để kiểm tra khối u bất thường trong tinh hoàn của một bệnh nhân 45 tuổi. Điều bất ngờ là khi siêu âm, các bác sĩ sửng sốt nhìn thấy khối u khiến bệnh nhân đau đớn lại có hình mặt người và đang nhìn chằm chằm vào họ. Hình ảnh mặt người đàn ông có vẻ đau khổ được gửi tới Urology, tạp chí chính thức của Hiệp hội Quốc tế về Tiết niệu học và công bố trên số tháng 9 của tạp chí này. Viết trên tạp chí, hai người cho biết, các bác sĩ và nhân viên y tế đều kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông trong bức ảnh siêu âm. Miệng anh ta há ra như thể anh ta cũng mắc bệnh tinh hoàn nghiêm trọng. Liệu có phải người đàn ông trong ảnh có ân oán gì với người bệnh nên anh ta cũng nhảy vào để báo oán giống trường hợp của cô dược sĩ Trích Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Ha ha ha,